Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị khán giả, vụ khủng bố xảy ra tại Đắk Lắk vừa qua, Bộ Công an Việt Nam đã lên tiếng và khẳng định là có đối tượng từ Mỹ về chỉ đạo và đề nghị phía Mỹ cũng như các nước liên quan phối hợp với Việt Nam để bắt giữ tội phạm. Phía Mỹ cũng đã bày tỏ quan điểm phối hợp với Việt Nam để truy quét những cái đối tượng liên quan hiện đang sinh sống tại Mỹ về vụ việc này. Nhưng hiện nay thì chúng ta vẫn chưa thấy có một cái kết quả chính thức gì được công bố từ phía Mỹ. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, sở dĩ Bảo Ngọc nhắc tới việc này bởi vì có một tin rất mới. Đó là mới đây thì Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã có hai đối tượng bị truy nã tên là Phan Poly và Nguyễn Vũ Jayden, quốc tịch Mỹ, đã sử dụng súng sát hại hai người, bỏ trốn và bị truy nã. Sau đó thay tên đổi họ về Việt Nam nhưng vẫn không thoát được lưới trời. Ngày 10 tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự cho biết đã bàn giao hai đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm gồm Phan Poly sinh năm 1996 và Nguyễn Vũ Jayden sinh năm 1997, quốc tịch Hoa Kỳ cho Cảnh sát Hoa Kỳ theo quy định. Qua tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6, trinh sát của phòng truy nã truy tìm Cục Cảnh sát Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ 4 đối tượng truy nã quốc tế, trong đó nổi lên là công tác xác minh truy bắt hai đối tượng Phan Poly và Nguyễn Vũ Jayden có lệnh truy nã do tòa án quận hạt Harris, Texas, Hoa Kỳ ban hành vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Lệnh truy nã quốc tế do ban tổng thư ký của Interpol ban hành ngày 18 tháng 4, tội danh sát hại người, khung hình phạt là tử hình. Trước đó thì xác định đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và thực hiện hành vi sát hại hai người tại Hoa Kỳ vào tháng 1, đã nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự chỉ đạo phòng truy nã truy tìm, tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các đơn vị địa phương để thực hiện công tác xác minh, truy bắt và mục đích cao nhất là bắt bằng được hai đối tượng này nhằm phòng ngừa không để đối tượng tiếp tục gây án phạm tội ở tại Việt Nam. Sau một thời gian theo dõi thu thập thông tin thì cuối tháng 6, phòng truy nã truy tìm khu vực phía Nam đã phát hiện đối tượng Phan Poly đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đã tiến hành bắt giữ. Tiếp đó, tổ công tác đã phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Nguyễn Vũ Jayden khi đang lẩn trốn tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, thuộc tỉnh Đắk Lắk. Và theo Cục Cảnh sát Hình sự thì hai đối tượng này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã chia làm hai hướng khác nhau để lẩn trốn, cắt đứt mọi liên lạc để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Các đối tượng hạn chế tiếp xúc với người lạ, luôn trong tâm thế đối phó và chống đối nếu như bị bắt giữ. Tuy nhiên, với sự mưu trí, kinh nghiệm nhiều năm bắt giữ đối tượng truy nã, tổ công tác của phòng truy nã đã truy tìm và bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này, đảm bảo an toàn cho tổ công tác, người dân và đối tượng. Đây là câu chuyện vừa mới xảy ra và Việt Nam chúng ta cũng đã bàn giao hai đối tượng này cho phía Mỹ. Một cái câu chuyện nữa xảy ra cũng khá lâu rồi, đó là vụ việc xảy ra vào năm 2020, Việt Nam cũng bắt giữ hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm cho Mỹ. Đối tượng đầu tiên là bị kết án với 10 tội danh về lạm dụng tình dục vị thành niên, là một trong 10 tội phạm bị truy nã hàng đầu tại bang Arizona của Mỹ. Bang Nam California kết án đối tượng thứ hai với tội danh sản xuất, phân phối, mua và tàng trữ ma túy. Cả hai đối tượng này đều chạy trốn khỏi Mỹ, mở màn cho các cái cuộc điều tra quốc tế. Và cảnh sát tư pháp Mỹ, các đơn vị điều tra thuộc Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan An ninh Ngoại giao, Chi nhánh Liên lạc điều tra tội phạm tại Washington DC và Cơ quan điều tra hình sự hải ngoại tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, là đơn vị đã tiến hành điều tra nhiều tháng qua để phát hiện bắt giữ các đối tượng phạm tội bỏ trốn tại thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Ngày 23 tháng 10 năm 2020, hai đối tượng đã rời khỏi Việt Nam để về Mỹ dưới sự áp giải của cảnh sát tư pháp Mỹ. Việc trục xuất hai đối tượng này liên quan đến rất nhiều biện pháp phức tạp cần thiết để hạn chế lây nhiễm COVID-19. Chuyên cơ của cảnh sát tư pháp Mỹ đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội sau khi đảm bảo cả phi hành đoàn đã được xét nghiệm âm tính với COVID-19, và quan chức Việt Nam cũng đã xác nhận hai đối tượng phạm tội đều xét nghiệm âm tính trước khi bàn giao. Việc bắt giữ hai đối tượng phạm tội bỏ trốn này yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Việt Nam, chứng minh cho việc hai quốc gia là đối tác vững mạnh trong mọi lĩnh vực.
và ngài đại sứ quán nói trong thông báo là phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục hợp tác lâu dài trong nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia và bắt giữ tội phạm bỏ trốn, tránh thực thi công lý. Trong vài năm qua thì cán bộ thực thi pháp luật Mỹ và Việt Nam đã nhiều lần cộng tác đưa các cái tội phạm bỏ trốn có quốc tịch Việt Nam và Mỹ trở về đúng quốc gia. Mỹ cũng rất là hoan nghênh Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ hai trường hợp này và mong chờ sự hợp tác trong tương lai đối với các vấn đề liên quan đến tội phạm bỏ trốn và thực thi pháp luật. Hai đối tượng tội phạm này đang bị giữ tại bang California của Mỹ cho tới khi chịu án tại các tòa án của Mỹ. Và thưa quý vị, là đó là những câu chuyện của Công an Việt Nam đã giúp Mỹ là như vậy đó. Còn phía Mỹ thì sao? Chúng ta cũng hy vọng những cái lời cam kết của ông đại sứ Mỹ trở thành hiện thực, là phối hợp với an ninh Việt Nam để truy quét tội phạm, không những các cái đối tượng trong cái vụ khủng bố ở Đắk Lắk mà còn một số những cái tổ chức mà Việt Nam đã liệt vào danh sách các cái tổ chức khủng bố, như là Việt Tân, như là chính phủ ở quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân, hay là Triều Đại Việt và một số những cái tổ chức khác nữa. Cũng như là các cái đối tượng mà đang thì ngày đêm dùng mưu hèn kế bẩn chống phá Việt Nam, đang sống lưu vong tại Mỹ với ý đồ mưu đồ là lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Mong rằng chính phủ Mỹ cũng sẽ phối hợp tốt với Việt Nam để xử lý những cái nhóm đối tượng này triệt để, giúp quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày một sâu sắc hơn. Dạ vâng, rất cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong các chương trình sau. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV.